Nha thì cái chè đậu đen các bạn mình đã nấu xong rồi thì hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn bí quyết nấu chè đậu đen mà nhanh mềm mà nó 10 hạt nó mềm đủ 10 hạt luôn nha các bạn, nó không bao giờ bị sượng luôn ha. Thì bây giờ mời các bạn theo dõi video nấu chè đậu đen mau mềm của mình nha. Đây là nửa ký đậu đen các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ nửa cái ký đậu đen này ra ha, thì mình sẽ chỉ cho bạn cái cách mà nấu đậu đen nó mau mềm mà chưa ai chỉ nha các bạn. Đậu đen ha. Rồi, đậu đen á, thì mình mua về á, rồi bây giờ á, ha, đây là cái baking soda này các bạn, cái baking soda này á, là để làm bánh đó các bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê ha, muỗng cà phê baking soda nha. Rồi, cái baking soda là nó trắng trắng giống như muối vậy bạn, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong cái nồi đậu này một muỗng cà phê nha các bạn. Mình cho như thế này á thì cái đậu của mình nó nấu một hồi á nó mềm đều ha, nó không có bị sượng nữa nha các bạn. Rồi xong rồi á thì bây giờ mình sẽ cho nước vào nha các bạn, mình sẽ cho nước vào mình ngâm ở đây ít nhất là khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. Rồi mình ngâm cái đậu này ha, mình ngâm cái đậu này với baking soda cho nó nở ra nha các bạn. Rồi xong rồi mình nấu như thế á, thì cái đậu của mình đó bạn, cái đậu của mình á nó mềm đều và nó ngon nha. Đó là cái bí quyết để mà nấu đậu đen không bị sượng các bạn. Mà 10 hộp như 10 luôn các bạn. Bây giờ mình ngâm ở đây khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi mình quay lại mình rửa cái đậu này rồi mình nấu nha các bạn. Cái đậu bạn mình ngâm nó nở căng cái da ra rồi nè, mình quay gần cho bạn coi ha, nó căng ra nè. Thì bây giờ mình mang mình đi nấu chè các bạn, thì mình ngâm này 2 tiếng nha các bạn, thì bạn ngâm lâu hơn vẫn được nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi rửa cái này cho nó sạch cát nha các bạn, tại vì đậu nó hay có cát lắm thì mình phải rửa cho nó sạch cát rồi mình mới nấu ha. Thì cái đậu này mình rửa khoảng từ 3 đến 4 nước cho nó sạch cát ra nha các bạn. Mình lược á, mình cho nó sạch cát ra rồi mình hãy nấu chè nha các bạn. Mình cho đậu vào một cái rổ á các bạn, thì rồi mình rửa cho nó sạch cái cát ha, sỏi rồi á trong đây nè. Để khi mình ăn á mình không có bị dính nha các bạn, mình không có bị cát sỏi ha. Đó, mình cứ rửa vậy nè, mình rửa chừng 3-4 nước rồi nó sạch ha. Thì bây giờ mình rửa nó xong rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào nồi mình nấu nha các bạn. Mùa này trời nóng các bạn, mình ăn đậu đen nó mát lắm nha. Giờ mình vớt ra mình cho vào nồi mình nấu nha các bạn. Rồi mình cho đậu vào nồi nè, rồi mình cho nước vào bạn nấu ha, nấu cho nó mềm ra nha. Thì mình làm như thế này á, thì mình nấu nó rất là mau mềm nha các bạn. Mình cho nước vào bạn thì nó khoảng một lóng tay nè, làm một lóng tay vậy là vừa nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cho lên bếp mình nấu nha. Cái này mình nấu chừng nửa tiếng là nó mềm hả bạn, tại vì mình ngâm với cái baking soda thì cái đậu nó nở ra nó to lắm nha các bạn. Mình nấu lửa vừa vừa này ha, rồi mình đậy nắp lại là nó mau mềm lắm nha các bạn. Nắp lại mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi ha, cho đậu nó mềm nha các bạn. Bạn mở lửa lớn mà mình đậy nắp là nó sẽ bị trào nha, mình mở lửa nhỏ nhỏ thôi ha. Cái đậu nãy giờ mình nấu mới có 15 phút này các bạn, mà mình thử các bạn nó đã mềm đều các bạn, nó không có bị sượng luôn các bạn. Thì mình làm cái cách này là mình cho cái mình ngâm vào trong cái baking soda xong rồi mình mới nấu như thế này á, thì cái đậu á, 10 hộp nó 10 nó mềm đủ 10 hộp luôn các bạn, nó không có bị sượng. Cái này thì mình cho thêm cái trân châu các bạn, trân châu thì mình làm bằng bột năng á các bạn, mình nấu vào mình ăn chung với chè cho nó ngon nha các bạn. Mình cho vào trân châu này là mình làm bằng bột năng rồi mình luộc xong rồi mình cho vào trong chè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nấu ha, mình nấu thêm 5 phút nữa rồi mình cho đường vào là được nha các bạn. Thì mình có cái món chè đậu đen ha, trời nóng rồi mình ăn chè đậu đen này rất là ngon luôn nha các bạn. Đó thì nãy giờ mình nấu cái đậu đen các bạn thì cũng 30 phút rồi, thì nó mềm rồi đó, thì cái chân trâu nó cũng chín rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho đường vào nha.
là sẽ cho ha, nửa ký đậu đen thì mình nấu với 300 gram đường nha các bạn, thì ăn ngọt mình ăn ngọt vừa vừa với mình thôi ha. Thì các bạn tùy theo khẩu vị của bạn thì bạn nêm cho nó vừa ăn nha. Như vậy đó, rồi mình bỏ đường vào nó sôi riu thì mình xuống nhắc xuống nha các bạn, mình đừng để lâu quá thì cái đường nó sẽ làm cho cái đậu nó cứng lại nha các bạn. Thì bí quyết để làm cho đậu đen nó nhanh mềm mà nấu nó mềm đều quá là nó đơn giản lắm các bạn. Đó thì bây giờ mình tắt bếp mình nhắc xuống nha. Nó tan đường rồi các bạn. Nồi chè đậu đen bạn mình đã nấu xong rồi nè các bạn. Thì mình sẽ ăn cái chè này với cái nước cốt dừa nha các bạn. Cái nước cốt dừa này mình thắng rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ múc cái chè đậu đen này ra ha, mình ăn với nước cốt dừa rất là ngon nha các bạn. Cái chè đậu đen mình đã nấu xong rồi bạn, mình thích ăn chè đậu đen rồi mình có một ít nước cốt dừa lên trên đó bạn, thì rất là ngon luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn ha ăn chè đậu đen với mình nha. Nó mềm đó bạn, 10 hạt như 10 luôn các bạn, mà mình nấu rất là nhanh luôn các bạn. Mình ngâm, mình cho cái baking soda vào cái mình ngâm á 2 tiếng, 2 tiếng sau đó mình nấu đúng 30 phút là có chè ăn à các bạn, rất là ngon luôn. Mà cái mùa này á, ăn chè đậu đen rất là mát luôn các bạn. Mình hay nấu cách này lắm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cái video tiếp theo hấp dẫn hơn.